Chuyên đề quốc phòng toàn dân xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự quân sự quốc phòng trong tỉnh, phóng sự sẵn sàng mùa xuân lên đường nhập ngũ. Bây giờ, mời quý vị và các đồng chí bắt đầu theo dõi. Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu đến thăm kiểm tra đội K-73 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia đợt 2 giai đoạn 23 mùa khô 2023-2024. Theo báo cáo của chỉ huy đội, cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực, phương tiện, vật chất trang thiết bị, công tác hậu cần, tài chính đã hoàn tất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Theo kế hoạch trong đợt 2, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024, đội K-73 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Svayrien, Battambang, Balin, Vương quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi kiểm tra, giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao sự chuẩn bị của đội K-73 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K-73 thời gian qua, đồng thời đề nghị cán bộ nhân viên chiến sĩ đội K-73 trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tăng cường mối đoàn kết với chính quyền và nhân dân Campuchia để công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động bổ sung, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật, rà soát sửa chữa bảo dưỡng phương tiện để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tinh thần cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-73 tiếp tục phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024. Tối đêm 30 Tết, trong khoảnh khắc thiêng liêng, nhân dân và các địa phương hân hoan đón chào năm mới Giáp Thìn 2024. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chương trình đón giao thừa cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Chỉ huy trưởng, Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự. Trong không khí vui tươi, đầm ấm, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao thành tích mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống trung thành, vô hạn, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng, gầy chai sắt cánh vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới. Đón chào xuân, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đồng chí thủ trưởng Bộ Chỉ huy lì xì và gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và gia đình năm mới thắng lợi mới. Trong đêm giao thừa, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi như văn hóa dân nghệ, đốt lửa trại, tạo tinh thần phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ trước thềm năm mới Giáp Thìn, để lại trong lòng người lính khoảnh khắc giao thừa đáng nhớ và ý nghĩa, đồng thời góp thêm động lực, niềm tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ sự bình yên cho quê hương, tổ quốc. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các ngày Tết, tạo không khí vui tươi đầm ấm, gắn bó tình đoàn kết quân dân, cán bộ chiến sĩ toàn quân đón xuân vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Đình Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kế hoạch chương trình năm 2024 đã xác định, nhanh chóng ổn định tình hình, không để dư âm Tết kéo dài, triển khai quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2024. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong tổ chức giao nhận quân, chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024.
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua đột kích mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng dự và chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 32 khối duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Trong tổng duyệt lần 1, nhằm thống nhất nội dung chương trình của lễ ra quân huấn luyện và công tác điều hành trong buổi lễ, đặc biệt là kiểm tra, chấn chỉnh cự ly khoảng cách tác phong, duyệt đội ngũ các khối với trên 1.300 đồng chí là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Dân quân tự vệ, sinh viên trong tham gia diễu binh. Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị và quá trình luyện tập của các khối duyệt đội ngũ. Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế qua tổng duyệt và tiếp tục củng cố kiện toàn nội dung chương trình, nhất là các khối duyệt đội ngũ trong diễu binh đạt yêu cầu, đảm bảo tính trang nghiêm, đúng điều lệnh và thể hiện tinh thần quyết tâm cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong buổi tổng duyệt tiếp theo và chính thức diễn ra lễ. Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 sẽ chính thức tổ chức và chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, livestream trên trang fanpage và YouTube Long An TV của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An vào lúc 7 giờ ngày 1 tháng 3. Kính thưa quý vị và các đồng chí, năm 2024, Long An tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm tuyển người nào chắc người đó, đạt chất lượng về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhiều biện pháp tiến hành thực hiện tốt công tác tuyển quân. Nên công tác tuyển quân ở các địa phương diễn ra thuận lợi, tạo nền tảng, vững chắc, nâng cao chất lượng giao quân. Long An đã hoàn thành trao lệnh gọi công dân nhập ngũ nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ, an toàn về mọi mặt. Trên 1.700 công dân trúng tuyển nhập ngũ được trao lệnh trực tiếp, đạt 100% chỉ tiêu. Thanh niên nhận lệnh phấn khởi sẵn sàng tư thế, hành trang, chờ ngày lên đường nhập ngũ. Năm nay, chất lượng công tác tuyển quân không ngừng nâng cao, thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo tuyển quân tròn khâu. Thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 88,83%. Trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ 37,54%. Và 93 thanh niên công tác tại cơ quan, tổ chức và con em cán bộ lên đường nhập ngũ. Năm nay, Long An có 39 đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2,29% so chỉ tiêu nhập ngũ. Có trên 300 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 91,94%, có 7 đảng viên chính thức và dự bị. Long An đã hoàn thành cái việc thực hiện cao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên năm 2024 một cách là nghiêm túc và chặt chẽ, bảo đảm về các mặt, đạt 100% là chỉ tiêu. Về thanh niên nhận lệnh, phấn khởi, sẵn sàng, hành trang, chờ ngày lên đường nhập ngũ. Hiện tại là các địa phương đã tiếp tục làm tốt cái công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện tốt cái chính sách hậu phương quân đội để bảo đảm cho thanh niên lên đường nhập ngũ và thăm các cái gia đình thanh niên nhân dịp Tết là nguyên đán cổ truyền của Việt Nam. Phải khẳng định rằng hầu hết các địa phương quyết tâm là bảo đảm 100% giao quân đạt cái chỉ tiêu. Năm 2024 thì Long An là tiếp tục là thực hiện cái tuyển quân là tròn khâu. Như vậy là tuyển người nào, chất lượng người đó, chú trọng về cái công tác chính trị, đạo đức, về sức khỏe và trình độ học vấn của thanh niên. Đối với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã làm tốt cái vai trò tham mưu cùng với sự là chung tay của hệ thống chính trị, thực hiện nhiều cái biện pháp là tiến hành thực hiện tốt cái công tác tuyển quân đến thời điểm này. Như vậy là phải khẳng định là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Long An có một nền tảng
thật vững chắc, nâng cao được cái chất lượng giao quân của năm 2024. Như vậy là với tư thế sẵn sàng, ngày 26 là tháng 2 năm 2024, thì tất cả thanh niên tập trung về ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố để tổ chức hội trại tổng quân. Đúng 7 giờ ngày 27 tháng 2, như vậy thì tất cả 15 huyện thị thành phố đồng loạt giao quân và Long An quyết tâm đạt cái chỉ tiêu ở 3 cấp. Các địa phương, 15 huyện, thành phố, thị xã phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Quốc phòng, quân khu về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện nhiều biện pháp tiến hành thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Phát huy thành tích, năm nay Đức Hòa có trên 190 thanh niên nhập ngũ, sức khỏe thanh niên trúng tuyển tốt 100%, đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và 70 thanh niên có trình độ trung cấp cao đẳng đại học, đảng viên đạt 2,05%. Đặc biệt có 34 con em cán bộ tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn tỉnh. Nằm trong top đầu của huyện trong công tác tuyển quân, năm nay xã Mỹ Thành Bắc tiếp tục nâng chất và lượng, đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu trên giao. Công tác chính sách hậu phương cho quân đội, đây là một trong những nhiệm vụ được đảng, nhà nước, địa phương đặc biệt là quan tâm. Đây là một cái khâu then chốt để cho giúp cho các thanh niên an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp là Tết thì đảng ủy ban xã đã vận động mạnh thường quân tặng quà cho mỗi thanh niên với phần quà trị giá 500.000 đồng và đặc biệt là cái công tác này được ấp cũng quan tâm, đã tổ chức lễ tiễn đưa tại ấp và mời gia đình lên để nắm bắt tình hình, an tâm tư tưởng, có những cái gì mà khúc mắc thì chúng ta kịp thời giải quyết, làm mọi giá để cho thanh niên an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ. Đầu xuân mới lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự, sự khởi đầu tươi mới, là bước ngoặt quan trọng của mỗi thanh niên. Họ mang sức trẻ, niềm tin và tri thức nhập ngũ vào quân đội, vừa là niềm vinh dự tự hào, vừa là trách nhiệm của người thanh niên đối với tổ quốc. Gác lại cuộc sống thường ngày, công việc, tình cảm riêng tư, những thanh niên ưu tú của quê hương Long An đã sẵn sàng hành trang lên đường với khát vọng cống hiến và trưởng thành. Em chuẩn bị kiến thức, tinh thần và sức khỏe để sau khi ăn Tết xong thì em có quyết định nhập ngũ. Em cảm thấy tự hào, em muốn cống hiến cho tổ quốc, cho đất nước và em cũng muốn phục vụ lâu dài trong ngành. Em rất tự hào với quyết định nhập ngũ này. Em hứa sẽ quyết tâm khi vào quân ngũ em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống của quê hương. Trước đây em có một công việc ổn định nhưng mà em đã quyết định lên đường nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm của người công dân Việt Nam. Em có cảm xúc rất là hồi hộp và đang xen sự náo nức muốn nhập ngũ sớm. Góp phần tạo tinh thần vui tươi phấn khởi ngày xuân, thêm niềm tin và thêm động lực cho thanh niên trước ngày lên đường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, huyện và xã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho thanh niên. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, nắm bắt kịp thời tư tưởng thanh niên, quyết tâm bảo đảm an toàn cho đến ngày giao quân. Với sự quan tâm chăm lo chu đáo của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với tâm quyết, ý chí kiên định của thanh niên và sự đồng tình ủng hộ cao của người thân, sẽ nâng bước thanh niên trên con đường quân ngũ vào năm mới. Rất là ủng hộ con cho đi. Đó, đi 2 năm hoàn thành nghĩa vụ về. Điểm thứ nhất là con mình đạt tốt. Đó. Trúng tuyển thì cũng vui. Đó. Tới tuổi thì cứ đi, tới tuổi nhập ngũ thì cứ đi. Bản thân mẹ hồi xưa là mẹ mê đi thanh niên xung quanh lắm. Sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương
của các ban ngành đoàn thể đối với thanh niên nhập ngũ, không chỉ thể hiện trước, trong và sau Tết cổ truyền dân tộc. Năm 2024, 15 quyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức hội trại tòng quân với không khí vui tươi, sôi nổi, cùng những hoạt động văn hóa dân nghệ, trò chơi dân gian, hội thi, cổ vũ tinh thần thanh niên trước ngày nhập ngũ. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa theo dõi chuyên đề quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Long An. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.